Sáng nào cũng vậy. 6 giờ sáng, chị Hiền lại dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu con trai đến trường. Sau đó, chị đánh thức hai con dậy để đi học. Như vậy, trung bình gia đình chị mất khoảng 45 phút buổi sáng chuẩn bị cho mọi sinh hoạt để kịp đưa con đến trường và anh chị kịp đến cơ quan. Thời gian đầu thì quả thật là cũng hơi bất cập bởi vì các con phải dậy quá là sớm. Nhưng mà đến bây giờ thì đã quen rất là nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng là cái việc đổi giờ làm thì nó cũng không có gì quá là quan trọng cả. Bởi vì là đi làm giờ nào thì cũng tắc đường giờ đấy. Và hai nữa rằng là thực ra nó chỉ là kéo dài cái khoảng thời gian để cho trẻ con ngủ thêm một chút xíu thôi. Với đề xuất điều chỉnh khung giờ làm việc từ 8 giờ 30, đa số các cán bộ công chức nhà nước đều cho rằng đây là khoảng thời gian phù hợp để bắt đầu công việc. Tuy nhiên, việc thay đổi này chắc chắn cũng sẽ có những tác động tới thói quen sinh hoạt hàng ngày. Với những người làm công việc hành chính như anh Bùi Trí Tuệ, điều làm anh băn khoăn nhất là liệu rằng việc thay đổi khung giờ làm việc có thực sự hiệu quả như kỳ vọng hay không. Nếu mà có cái đề xuất mà thay đổi giờ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hành chính công ấy, thì theo tôi thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái công việc tôi băn khoăn và quan tâm nhất. Là tôi nhớ là năm 2012 cũng đã có cái đề xuất về việc là thay đổi giờ làm việc, nhưng tôi thấy cái việc áp dụng đấy thì cũng chưa được hiệu quả. Thay đổi giờ như thế thì chúng tôi lại phải sắp xếp lại công việc. Cái việc mà điều chỉnh giờ làm thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái xáo trộn đến cái sinh hoạt của gia đình. Vì trước đây là chúng tôi vẫn cứ đi ra khỏi nhà đưa con đi học và đi làm là từ 7 giờ. Và bây giờ mà có thay đổi đến 8 giờ 30 làm việc thì chúng tôi vẫn phải đi như thế và cái thời gian nó kéo dài.